Số 279, Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, quyển thứ 48, phẩm 35, Như Lai Tùy Hảo Quang Minh Công Đức. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Bảo Thủ, Phật tử, Như Lai ứng đẳng chánh giác có tùy hảo, vẻ đẹp kèm theo, tên là Viên Mãn Vương. Trong tùy hảo này phóng ra ánh sáng lớn tên là Xí Thạnh, 700 vạn vô số ánh sáng làm quyến thuộc. Phật tử, lúc làm Bồ Tát ở cung trời Đau Xuất, ta phóng ra ánh sáng lớn tên là Quang Tràng Vương, chiếu các thế giới như số vi trần nơi 10 cõi Phật. Trong những thế giới đó, chúng sinh nơi địa ngục gặp được ánh sáng này thì liền hết khổ, được 10 thứ mắt thanh tịnh, nhĩ, tỵ, thiệt, thân và ý cũng như vậy. Họ đều vui mừng hớn hở, từ địa ngục chết họ sinh về cõi trời Đau Xuất. Trong cõi trời này có trống tên là Thậm Khả Ái Nhạo. Khi những trời mới sinh xong, thời trống đó phát ra âm thanh bảo họ, này các thiên tử, do các người chẳng phóng dật, ở chỗ Đức Như Lai gieo trồng căn lành. Ngày trước gần gũi các thiện tri thức, nên nhờ oai lực của Đức Tỳ Lô Giá Na, các người thoát khỏi địa ngục mà sinh về đây. Phật tử, dưới bàn chân của Bồ Tát có ngàn vo xoắn tên là Quang Minh Vương chiếu khắp. Nơi đây có tùy hảo tên là Viên Mãn Vương, thường phóng ra 40 thứ ánh sáng. Trong đó có một ánh sáng tên là Công Đức Thanh Tịnh, có thể chiếu sáng số thế giới như số phi trần của ức triệu cõi Phật. Tùy những hành nghiệp, những dục lạc của chúng sinh đều làm cho họ được thành tục. Chúng sinh nơi địa ngục A Tỳ gặp ánh sáng này thì khi mang chúng sinh về cõi trời Đau Xuất đã sinh thiên rồi, nghe tiếng trống trời nói lành thay, các thiên tử, Bồ Tát Tỳ Lô Giá Na nhập Tam Muội Ly Cấu, các thiên tử nên đảnh lễ. Khi ấy, các thiên tử nghe tiếng trống phát ra âm thanh khuyến cáo như vậy, đều nghĩ, lạ lùng có ích, nhân gì mà phát ra tiếng vi diệu như vậy. Trống trời liền bảo các thiên tử, tiếng của ta phát ra là do diệu lực của những thiện căn làm thành. Chư thiên tử, như ta nói ta mà không chấp ta, không chấp cái của ta, tất cả chư Phật cũng như vậy, tự nói là Phật mà chẳng chấp ngã và ngã sở. Chư thiên tử, như âm thanh của ta chẳng từ phương đông đến, chẳng từ mười phương đến, nghiệp báo thành Phật cũng như vậy, chẳng phải từ mười phương đến. Chư thiên tử, như các ngươi xưa ở địa ngục, thân và địa ngục chẳng phải mười phương đến, chỉ do các ngươi điên đảo tạo nghiệp ác, ngu si, bị trói mà sinh thân địa ngục, đấy là không căn bản, không có chỗ nào đến. Chư thiên tử, do sức quay đức của Bồ Tát Tỳ Lô Giá Na nên có ánh sáng phóng ra. Như ánh sáng này chẳng phải mười phương đến, cũng vậy tiếng trống trời ta phát ra cũng chẳng phải từ mười phương đến. Chỉ do sức nơi thiện căn tam muội, sức nơi oai đức của Bát Nhã Ba La Mật mà xuất sinh âm thanh thanh tịnh như vậy, thì hiện những tự tại như vậy. Chư thiên tử, như núi Tu Di, trên đỉnh có cung điện thượng diệu của trời Tam Thập Tam, đủ các thứ vui của năm dục. Nhưng những thứ này chẳng phải từ mười phương đến. Cũng vậy, tiếng trống trời của ta chẳng phải từ mười phương đến. Chư thiên tử, ví như số thế giới nhiều như số vi trần của ức triệu cõi Phật đều nghiền ra thành vi trần. Ta vì chúng sinh như số vi trần ấy, theo sở thích của họ mà thuyết pháp, khiến họ rất vui mừng. Nhưng ta đối với họ chẳng sinh mệt mỏi, chán nản, chẳng sinh thoái lui, chẳng sinh kiêu mạn, chẳng sinh phóng dật. Chư thiên tử, Bồ Tát Tỳ Lô Giá Na trụ nơi Tam Muội Ly Cấu cũng như vậy. Nơi bàn tay phải, trong một vẻ đẹp phóng ra một ánh sáng xuất hiện, vô lượng thần lực tự tại. Tất cả thanh văn, biết chư Phật còn chẳng biết được, huống là các chúng sinh. Chư thiên tử, các ngươi nên đi đến chỗ Bồ Tát ấy để gần gũi cúng dường, chớ có tham đắm nơi các thứ vui năm dục. Tham nơi các thứ vui năm dục thì chướng ngại thiện căn. Chư thiên tử, ví như kiếp hỏa đốt cháy núi Tu Di tiêu tan không còn sót, sự tham dục ràng buộc nơi tâm cũng như vậy, trọn chẳng thể sinh tâm niệm Phật. Chư thiên tử, các vị nên phải biết ân và báo ân.
những chúng sinh chẳng biết ân và báo ân, phần nhiều bị chết oan uổng, đọa vào địa ngục. Chư thiên tử, các vị xưa kia, ở trong địa ngục, nhờ ánh sáng chiếu đến thân mà thoát nơi sinh, nơi kia sinh về đây. Các vị phải mau hồi hướng tăng trưởng thiện căn. Chư thiên tử, như trống trời, ta chẳng phải nam, chẳng phải nữ, mà có thể hiện vô lượng vô biên các việc chẳng thể nghĩ bàn. Cũng vậy, chư thiên tử, các người chẳng phải là nam nữ, mà có thể thọ dụng những thứ cung điện vườn rừng tượng diệu. Như trống trời, ta chẳng sinh, chẳng diệt, sắc thọ tưởng hành thức cũng như vậy, chẳng sinh, chẳng diệt. Các người nếu có thể hiểu được như vậy, nên biết là đã được nhập tam muội vô ý ấn. Chư thiên tử nghe tiếng trống trên đây xong, được điều chưa từng có, liền hóa làm một vạn án mây hoa, một vạn án mây hương, một vạn án mây âm nhạc, một vạn án mây cờ, một vạn án mây lòng, một vạn án mây ca tụng, rồi cùng nhau qua cung điện của Bồ Tát Tỳ Lô Giá Na, đồng chắp tay cung kính đứng qua một phía, muốn được chiêm ngưỡng Bồ Tát mà chẳng được thấy. Bây giờ có vị thiên tử bảo, Bồ Tát Tỳ Lô Giá Na đã ẩn khỏi đây mà sinh xuống nhân gian nơi cung vua Tịnh Phạn, ngự lầu gác chiên đàn trong thai phu nhân Ma Gia. Khi ấy, chư thiên tử dùng thiên nhãn xem, thấy thân Bồ Tát ở cung vua Tịnh Phạn tại nhân gian, phàm thiên, dục thiên đều hầu hợp cận, cúng dường. Chư thiên tử đều nghĩ, nếu chúng ta chẳng đến thăm viếng thư hỏi Bồ Tát mà tham ái vướng chấp nơi thiên cung này, dù chỉ một niệm mà cũng là không nên. Mỗi thiên tử cùng 10 triệu quyến thuộc sắp sửa xuống cõi Diêm Phù Đề, thì nơi trống trời phát tiếng bảo, chư thiên tử, Đại Bồ Tát chẳng phải mạng chung ở đây mà sinh nơi kia, chỉ dùng thần thông tùy sự thích ứng của tâm chúng sinh mà làm cho họ được thấy. Như ta hiện nay, chẳng phải mắt thấy được mà có thể phát âm. Đại Bồ Tát nhập tam muội ly cấu cũng lại như vậy, chẳng phải mắt thấy được mà có thể thể hiện thọ sinh các nơi, lìa phân biệt, trừ kiêu mạn không nhiễm chấp. Chư thiên tử nên phát tâm vô thượng Bồ Đề, trị sạch ý mình, trụ oai nghi lành, sám hối, trừ tất cả nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng, kiến chướng, dùng số thân, đầu lưỡi của chúng sinh trong tận cùng cõi pháp, dùng số thân nghiệp lành, ý nghiệp lành của số chúng sinh trong tận cùng cõi pháp, sám hối trừ những chướng tội lỗi. Chư thiên tử nghe lời này rồi, được điều chưa từng có, tâm rất hoan hỷ trống trời. Đại Bồ Tát làm thế nào sám hối trừ tất cả tội ác? Do sức nơi thiện căn tam muội của Bồ Tát, trống trời phát âm bảo, chư thiên tử, Bồ Tát biết các nghiệp chẳng từ phương đông đến, chẳng từ mười phương đến, mà đồng chứa nhóm ở nơi tâm. Chỉ từ điên đạo sinh, không có trụ xứ, Bồ Tát quyết định thấy rõ như vậy, không có nghi hoặc. Như trống trời, ta nói nghiệp, nói báo, nói hạnh, nói giới, nói hỷ, nói an, nói các tam muội. Chư Phật và Bồ Tát cũng là như vậy. Nói ngã sở, nói chúng sinh, nói tham, sân, si. Nói các loại nghiệp, mà thật ra không ngã, không ngã sở. Những nghiệp tạo ra quả báo của sáu cõi, tìm cầu nơi mười phương đều chẳng thể nắm bắt được. Ví như tiếng trống trời, ta chẳng sinh, chẳng diệt. Chư thiên tạo ác chẳng thể nghe tiếng gì khác, mà chỉ nghe tiếng địa ngục thúc giục. Cũng vậy, tất cả các nghiệp chẳng phải sinh, chẳng phải diệt, tuy có tu tập mà thọ lấy quả báo. Như trống trời, ta phát âm, trong vô lượng kiếp chẳng thể cùng tận, không gián đoạn, hoặc đến hoặc đi, đều chẳng thể nắm bắt được. Nếu có đi đến, thì có đoạn có thường. Tất cả chư Phật trọn không nói có pháp đoạn thường, trừ dùng phương tiện để tạo mọi thành tựu đầy đủ cho chúng sinh. Như trống trời, ta phát âm tùy tâm của chúng sinh trong vô lượng thế giới đều khiến được nghe. Cũng vậy, tất cả chư Phật tùy tâm của chúng sinh đều khiến được thấy. Như có gương pha lê tên là Năng Chiếu. Gương này trong sạch sáng rõ, lớn vô lượng vô biên, bằng 10 thế giới. Trong các cõi nước, tất cả hình tượng của núi sông, của mọi loài cho đến ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục đều hiện trong gương đó.
Này chư thiên tử, các vị nghĩ thế nào? Những ảnh tượng kia có thể là cho là đến vào trong gương, rồi từ gương mà đi chăng? Đáp không thể nói như thế được. Này chư thiên tử, cũng vậy, tất cả các nghiệp dù có thể xuất sinh các quả báo mà không chỗ đến và đi. Ví như nhà huyễn thuật, huyễn hoặc mắt người, phải biết các nghiệp cũng như vậy. Nếu biết được như trên đây, thì là sám hối chân thật, tất cả tội lỗi đều được thanh tịnh. Lúc giảng nói pháp này, chư thiên tử đâu xuất trong số thế giới nhiều như số vi trần của trăm ngàn ức triệu cõi Phật được phép vô sinh nhẫn. Vô lượng vô số thiên tử nơi sáu cõi trời thuộc dục giới đều phát tâm vô thượng bồ đề. Trong các cõi trời ấy, tất cả thiên nữ đều bỏ thân nữ phát tâm vô thượng bồ đề. Bây giờ chư thiên tử nghe giảng nói về hồi hướng rộng lớn của Bồ Tát Phổ Hiền, vì được thập địa, vì được các sức của Tam Muội Trang Nghiêm, vì dùng ba nghiệp thanh tịnh bằng số chúng sinh mà sám hối trừ tất cả những trọng chướng, nên liền thấy hoa sen bảy báu nhiều như số vi trần của trăm ngàn ức triệu cõi Phật. Trên mỗi mỗi hoa sen đều có Bồ Tát người Kiết Già phóng ra ánh sáng lớn, mỗi mỗi vẻ đẹp của Bồ Tát đó phóng ra ánh sáng bằng số chúng sinh. Trong ánh sáng ấy có chư Phật bằng số chúng sinh người Kiết Già theo tâm của chúng sinh để thuyết pháp, nhưng còn chưa hiện một phần nhỏ diệu lực của Tam Muội Ly Cấu. Bây giờ chư thiên tử đem những hoa trên và ở trên thân nơi mỗi lỗ chân lông hóa làm những mây hoa đẹp bằng số chúng sinh, cúng dường Đức Như Lai Tỳ Lô Giá Na bằng cách rải hoa lên chỗ Phật. Tất cả hoa đó đều dừng ở bên trên thân Phật. Những mây hương tuôn rưới khắp các thế giới nhiều như số vi trần của vô lượng cõi Phật. Nếu có chúng sinh nào thân được thấm hương thì được an lạc như tỳ kheo nhập đệ tứ thiền. Tất cả nghiệp chướng đều tiêu trừ. Nếu có ai được ngửi thì đối với năm trần sắc, thanh, hương, vị và xúc, bên trong có 500 phiền não, bên ngoài cũng có 500 phiền não. Kẻ tham nhiều có 21.000 phiền não, kẻ sân nhiều có 21.000 phiền não, kẻ si nhiều có 12.000 phiền não, kẻ đẳng phần có 12.000 phiền não. Biết rõ tất cả đều hư vọng, biết như vậy rồi thành tựu được mây cờ hương chiếu sáng thiện căn thanh tịnh tự tại. Nếu có chúng sinh nào thấy lòng đó thì gieo được một hằng hà sa thiện căn của một chuyển luân vương kim võng thanh tịnh. Bây giờ Bồ Tát trụ nơi ngôi chuyển luân vương này thì giáo hóa chúng sinh trong số thế giới nhiều như số vi trần của trăm ngàn ức triệu cõi Phật. Phật tử như tỳ kheo, như Đức Như Lai, Nguyệt Trí. Ở thế giới minh cảnh, thường có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, ở trong vô lượng thế giới khác, hóa hiện thân đến nghe pháp. Như Lai này rộng vì họ mà diễn nói những sự bản sinh, chưa từng có một niệm gián đoạn. Nếu có chúng sinh nào nghe danh hiệu Phật đó, thì được sinh về thế giới của Phật. Cũng vậy, Bồ Tát ăn trụ ngôi chuyển luân vương, kim võng, thanh tịnh. Nếu có ai gặp được ánh sáng đó thì chắc chắn được Bồ Tát ở địa thứ 10, vì do sức của thiện căn tu hành từ trước. Phật tử, như người được sơ thiền, dù chưa mạng chung, đã thấy cung điện ở Phạm Thiên mà được thọ an lạc nơi cõi Phạm. Đại Bồ Tát ăn trụ ngôi chuyển luân vương, kim võng, thanh tịnh, phóng ra ánh sáng thanh tịnh ma ni kế. Nếu có chúng sinh nào gặp được ánh sáng này, đều đạt được bậc Bồ Tát địa thứ 10, thành tựu vô lượng ánh sáng trí tuệ, được 10 thứ mắt thanh tịnh cho đến 10 thứ ý thanh tịnh, đầy đủ vô lượng tam muội sâu xa, thành tựu mắt thịt thanh tịnh như vậy. Phật tử, giả sử có người đem ức triệu cõi Phật nghiền làm vi trần. Một vi trần là một cõi, là đem cõi Phật bằng bao nhiêu vi trần đó nghiền làm vi trần. Những vi trần này đều để trên bàn tay trái, cầm đi qua phương đông khỏi số thế giới bằng bao nhiêu vi trần mới bỏ xuống một vi trần. Đi mãi về phương đông cho đến hết số vi trần ấy. Chính phương kia cũng như vậy. Mười phương tất cả những thế giới như vậy, hoặc dính vi trần hoặc chẳng dính,
đều đem hợp làm một cõi Phật. Này Bảo Thủ, theo ông thì sao? Cõi Phật rộng lớn, vô lượng, có thể nghĩ bàn được chăng? Bạch Thế Tôn không, cõi Phật như vậy rộng lớn, vô lượng, kỳ diệu ít có, chẳng thể nghĩ bàn được. Nếu có chúng sinh nào nghe ví dụ này mà có thể sinh tâm tin hiểu, thì nên biết cũng lại là kỳ diệu ít có. Phật nói, này Bảo Thủ, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, nếu có thiện nam, thiện nữ nghe ví dụ này mà sinh tâm tin, thì ta thọ ký cho người ấy, quyết định sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, sẽ được trí tuệ vô thượng của Như Lai. Này Bảo Thủ, giả sử lại có người đem cõi Phật rộng lớn như trên, đã nói nhiều như số vi trần của ngàn ức cõi Phật, nghiền làm vi trần, rồi đem vi trần này y theo ví dụ trước, mỗi mỗi bỏ xuống cho đến hợp làm một cõi Phật, lại nghiền làm vi trần, thứ lớp như vậy cho đến 80 lần. Tất cả cõi Phật rộng lớn như vậy có bao nhiêu vi trần, với mắt thịt do nghiệp báo thanh tịnh của Bồ Tát, trong một niệm đều có thể thấy rõ. Cũng thấy số Phật nhiều như số vi trần của trăm ức cõi Phật rộng lớn như vậy, như gương pha lê trong sạch sáng tỏ chiếu thế giới nhiều như số vi trần của 10 cõi Phật. Này Bảo Thủ, như vậy đều là do phước đức từ thiện căn tam muội sâu xa của chuyển luân vương kim võng thanh tịnh mà thành tựu. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, quyển 49, phẩm 36, hạnh Phổ Hiền. Bây giờ Đại Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng Bồ Tát: chư Phật tử, như trước đã nói, đây chỉ là tùy theo căn khí thích nghi của chúng sinh mà lược nói ít phần về cảnh giới của Như Lai. Vì sao? Vì chư Phật Thế Tôn, vì các chúng sinh vô trí tạo tác, chấp ngã và ngã sở, chấp trước lấy thân, điên đảo nghi hoặc, phân biệt theo tà kiến, luôn tuân ân với những phiền não trói buộc, theo dòng sinh tử xa đạo Như Lai nên mới xuất hiện ở thế gian. Chư Phật tử, tôi không thấy một pháp nào gọi là lỗi lầm lớn như chư Bồ Tát sinh tâm sân với các Bồ Tát khác. Vì sao? Vì chư Bồ Tát sinh tâm sân với Bồ Tát khác thì liền tạo nên trăm vạn chướng ngại. Những gì là trăm vạn chướng ngại? Đó là chướng chẳng thấy Bồ Đề, chướng chẳng nghe chánh pháp, chướng sinh vào thế giới bất tịnh, chướng sinh vào cõi ác, chướng sinh vào chỗ nạn, chướng nhiều bệnh tật, chướng bị nhiều hủy báng, chướng sinh vào các cõi ám độ, chướng hư mất chánh niệm, chướng khuyết thiếu trí tuệ, chướng về nhãn, chướng nhĩ, chướng tỷ, chướng thiệt, chướng thân, chướng ý, chướng thức ác tri, chướng bạn nhóm ác, chướng thích tu tập tiểu thừa, chướng thích gần gũi phàm phu, chướng chẳng tin ưa người có đại oai đức, chướng thích ở chung với người địa chánh kiến, chướng sinh nơi nhà ngoại đạo, chướng ở cảnh giới ma, chướng lìa chánh pháp của Phật, chướng chẳng thấy bản lành, chướng thiện căn gặp nạn, chướng thêm pháp thiện, chướng sinh chỗ thấp kém, chướng sinh nơi biên địa, chướng sinh nhà người ác, chúng sinh trong thần ác, sinh trong rồng ác, dạ xoa ác, càn tát ba ác, atula ác, kalola ác, khẩn na la ác, ma hầu la dạ ác, la sát ác, chướng chẳng thích Phật pháp, chướng thích tập việc trẻ con, chướng thích tiểu thừa, chướng chẳng ưa đại thừa, chướng tánh hay kinh sợ, chướng tâm thường lo sầu, chướng ưa đắm sinh tử, chướng chẳng chuyên Phật pháp, chướng chẳng thích thấy nghe thần thông tự tại của Phật, chướng chẳng được nhưỡng căn của Bồ Tát, chướng chẳng thực hành hạnh thanh tịnh của Bồ Tát, chướng khiếp sợ thoái lui nơi thâm tâm của Bồ Tát, chướng chẳng sinh đại nguyện của Bồ Tát, chướng chẳng phát tâm nhất thiết trí, chướng lười biếng đối với hạnh Bồ Tát, chướng chẳng thể trừ sạch các nghiệp, chướng chẳng thể giữ gìn đại phước, chướng trí lực chẳng thể sáng suốt lanh lệ, chướng đoạn trí tuệ rộng lớn, chướng chẳng hộ trì hạnh Bồ Tát, chướng ưa chê bai lời của bậc nhất thiết trí, chướng xa lìa Bồ Đề của chư Phật, chướng thích ở cảnh giới của ma, chướng chẳng chuyên tu cảnh giới Phật, chướng chẳng quyết định phát thệ nguyện rộng lớn của Bồ Tát, chướng chẳng thích
cùng ở với Bồ Tát, chứng chẳng cầu thiện căn của Bồ Tát, chứng tánh nhiều kiến nghi, chứng tâm thường ngu tối, chứng không thể thực hành hạnh thí bình đẳng của Bồ Tát nên chẳng chịu xả, chứng chẳng giữ được giới của Như Lai nên sinh tâm phá giới, chứng chẳng vào được môn thắng, môn gắn nhẫn nên khởi ngu si, làm hại sân giận, chứng chẳng thể thực hành đại tinh tấn của Bồ Tát nên sinh tánh xấu lười biếng, chứng chẳng thể được những tam muội nên khởi tâm tán loạn, chứng chẳng tu bát nhã ba la mật nên sinh tuệ ác, chứng đối với xứ phi xứ chẳng thiện xảo, chứng đối với sự độ sinh không phương tiện, chứng đối với trí tuệ của Bồ Tát chẳng thể quán sát, chứng đối với pháp xuất ly của Bồ Tát chẳng có thể biết rõ, chứng chẳng thành tựu mười thứ mắt rộng lớn của Bồ Tát nên mắt như đuôi mù, chứng tai chẳng nghe pháp vô ngại nên miệng như dưa công, chứng chẳng đủ tướng tốt nên tỷ căn hư hoại, chứng tạo thành thiệt căn vì chẳng thể hiện rõ ngữ ngôn của chúng sinh, chứng tạo thành thân căn vì khinh miệt chúng sinh, chứng tạo thành ý căn vì tâm nhiều cuồng loạn, chứng tạo thành thân nghiệp vì chẳng giữ ba thứ luật nghi, chứng tạo thành ngữ nghiệp vì luôn khởi bốn thứ tội lỗi, chứng tạo thành ý nghiệp vì nhiều tham sân tà kiến, chứng làm hại tâm cầu pháp, chứng đoạn tuyệt cảnh giới Bồ Tát, chứng ở trong pháp diệu mạnh của Bồ Tát sinh tâm thoái lui khiếp sợ, chứng ở trong đạo xuất ly của Bồ Tát sinh tâm biến trễ, chứng ở trong môn ánh sáng trí tuệ của Bồ Tát sinh tâm thôi dứt, chứng ở trong niệm lực của Bồ Tát sinh tâm yếu đuối, chứng ở trong giáo pháp của Như Lai chẳng còn thể giữ gìn, chứng đối với đạo ly sinh của Bồ Tát chẳng có thể thân cận, chứng đối với đạo không hư mất của Bồ Tát chẳng hay tu tập, chứng tùy thuận chánh vị của nhị thừa, chứng xa lìa chủng tánh của chư Phật và Bồ Tát ba đời. Chư Phật tử, nếu Bồ Tát đối với Bồ Tát mà sinh một tâm sân hận, thời tạo nên trăm vạn môn chướng như vậy. Vì sao? Vì tôi chẳng thấy có một pháp nào tội lỗi lớn hơn như chư Bồ Tát sinh tâm sân với Bồ Tát khác. Vì thế nên chư Bồ Tát muốn mau đầy đủ hạnh Bồ Tát phải siêng tu mười pháp. Đó là tâm chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh. Đối với chư Bồ Tát xem như Phật, trọn chẳng hủy bán tất cả Phật pháp. Biết các cõi nước không có cùng tận, rất có tâm tinh ưa hạnh Bồ Tát, chẳng bỏ tâm Bồ Đề, bình đẳng như cõi pháp trong hư không. Quán sát Bồ Đề, nhập lực Như Lai, siêng năng tu tập biện tài vô ngại, giáo hóa chúng sinh không nhàm chán mỏi mệt, trụ nơi tất cả thế giới, không tâm chấp trước. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát an trụ trong mười pháp này rồi, thì có thể thành hành đầy đủ mười thứ thanh tịnh, đó là thông đạt pháp sâu xa thanh tịnh, thân cận thiện tri thức thanh tịnh, hộ trì pháp của chư Phật thanh tịnh, thấu đạt cõi hư không thanh tịnh, vào sâu cõi pháp thanh tịnh, quán sát vô biên tâm thanh tịnh, cùng Bồ Tát đồng thiện căn thanh tịnh, chẳng chấp trước các kiến chấp thanh, các kiếp thanh tịnh, quán sát ba đời thanh tịnh, tu hành tất cả những Phật pháp thanh tịnh. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát trụ nơi mười pháp này rồi, thì hành trì đầy đủ mười thứ trí rộng lớn. Đó là trí biết tất cả tâm hành của chúng sinh, trí biết tất cả nghiệp báo của chúng sinh, trí biết tất cả Phật pháp, trí biết ý nghĩa sâu xa của tất cả Phật pháp, trí biết tất cả môn đà la ni, trí biết tất cả văn tự biện tài, trí biết tất cả ngôn ngữ âm thanh, lời nói thiện xảo của chúng sinh, trí hiện thân mình ở khắp trong tất cả thế giới, trí hiện ảnh tượng mình ở khắp trong tất cả chúng hội, trí ở nơi tất cả chỗ thọ sinh đều đạt đầy đủ trí nhất thiết. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát trụ trong mười trí này rồi, thì được mười thứ hội nhập khắp. Đó là tất cả thế giới và một lỗ chân lông. Một lỗ chân lông vào tất cả thế giới, tất cả thân chúng sinh vào một thân, một thân vào tất cả thân chúng sinh. Tất cả kiếp vào một niệm vào tất cả kiếp. Tất cả Phật pháp vào một pháp vào tất cả Phật pháp, vô số xứ vào một xứ vào vô số xứ, vô số căn vào một căn vào vô số căn, tất cả căn vào phi căn vào tất cả căn,
tất cả tưởng vào một tưởng vào tất cả tưởng. Tất cả ngôn ngữ âm thanh vào một ngôn ngữ âm thanh, một ngôn ngữ âm thanh vào tất cả ngôn ngữ âm thanh. Tất cả ba đời vào một đời vào tất cả ba đời. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát quán sát như vậy rồi thì an trụ mười tâm tháng diệu, đó là an trụ tâm tháng diệu của tất cả thế giới ngữ ngôn, phi ngữ ngôn. An trụ tâm tháng diệu, niệm tưởng về tất cả chúng sinh không chỗ nương tựa. An trụ tâm thắng diệu của cõi hư không rốt ráo. An trụ tâm thắng diệu của cõi pháp vô biên. An trụ tâm thắng diệu của tất cả Phật pháp sâu xa. An trụ tâm thắng diệu của pháp sâu xa không sai biệt. An trụ tâm thắng diệu trừ diệt tất cả nghi lầm. An trụ tâm thắng diệu của tất cả đời bình đẳng không sai biệt. An trụ tâm thắng diệu của chư Phật ba đời bình đẳng. An trụ tâm thắng diệu tất cả lực Phật vô lượng. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát an trụ mười tâm thắng diệu này rồi thì được mười thứ trí thiện xảo nơi Phật pháp. Đó là trí thiện xảo thấu đạt Phật pháp sâu xa rộng lớn, trí thiện xảo xuất sinh Phật pháp rộng lớn, trí thiện xảo nêu giảng các thứ Phật pháp, trí thiện xảo chớ nhập Phật pháp bình đẳng, trí thiện xảo hiểu rõ Phật pháp sai biệt, trí thiện xảo hiểu rõ Phật pháp không sai biệt, trí thiện xảo thâm nhập Phật pháp trang nghiêm, trí thiện xảo dùng một phương tiện vào Phật pháp, trí thiện xảo dùng vô lượng phương tiện vào Phật pháp, trí thiện xảo biết vô biên Phật pháp không sai biệt, trí thiện xảo dùng từ tâm tự lực không thoái chuyển nơi tất cả Phật pháp. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát nghe pháp này rồi đều phải phát tâm cung kính thọ trì. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát thọ trì pháp này ít tốn công lực mà mau đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều được đầy đủ tất cả Phật pháp, đều bằng với Phật pháp ba đời. Bây giờ do thần lực của Phật, do pháp như vậy, nên trong mười phương đều có số thế giới nhiều như số vi trần của mười vô số trăm ngàn ức triệu cõi Phật đều chấn động sáu cách. Mưa tất cả mây hoa, hương hạng hoa của chư thiên và mây hương bột, y lọng, cờ phướng, châu báu ma ni và cùng tất cả đồ dùng, đồ trang nghiêm, mưa mây nhẫn kỹ nhạc, mây chư Bồ Tát, mây vô số sắc tướng của Như Lai, mây vô số lời khen ngợi Đức Như Lai, lành thay, lại mưa mây âm thanh của Như Lai, tràn đầy cả cõi pháp, mây vô số thế giới trang nghiêm, mây vô số tăng trưởng Bồ Đề, mây vô số ánh sáng chiếu diệu, mây vô số thần lực thuyết pháp. Như ở thế giới bốn châu thiên hạ này, thấy Đức Như Lai thành đẳng chánh giác, nơi cội Bồ Đề trong cung điển Bồ Tát, ở đạo tràng Bồ Đề thuyết giảng pháp này, tất cả thế giới trong mười phương cũng đều như vậy. Lúc này, cũng do thần lực của Phật, do pháp như vậy, nên trong mười phương, mỗi phương cách đây vô số thế giới, nhiều như số vi trần của mười vô số cõi Phật, có số Đại Bồ Tát nhiều như vi trần của mười cõi Phật. Đều đến cõi này, đông đầy khắp mười phương, đồng nói, lành thay, chỉ có tử Phổ Hiền mới có thể giảng nói về thệ nguyện rộng lớn và pháp thọ ký sâu xa của Như Lai. Phật tử chúng tôi tất cả, đồng hiệu là Phổ Hiền, đều từ thế giới Phổ Thắng, nơi Đức Như Lai phổ tràng tự tại phân tập đến cõi này. Đều nhờ thần lực của Phật, diễn nói pháp này ở tất cả chỗ, hết thảy đều bình đẳng như điều đã giảng nói, nơi chúng hội này không có thêm bớt. Chúng hội đều nương theo oai thần của Phật phân tập đến đạo tràng này để chứng minh cho Phật tử. Như tại đạo tràng này, Bồ Tát chúng tôi như số vi trần của mười quả Phật đến để chứng minh, trong tất cả thế giới ở mười phương cũng đều như vậy. Bây giờ, Đại Bồ Tát Phổ Hiền, do thần lực của Phật, do xuất thiện căn của mình, quan sát khắp mười phương cho đến pháp giới, muốn khai thị hạnh Bồ Tát, muốn nêu bày cảnh giới Bồ Đề của Như Lai, muốn nói rõ cảnh giới của Đại Nguyện, muốn nói về kiếp số của tất cả thế giới, muốn thuyết minh như chư Phật, tùy thời nghi mà xuất thế, muốn nói Như Lai tùy chúng sinh căn cơ đã thuần thục mà xuất hiện, cho họ cúng dường, muốn nói rõ Đức Như Lai xuất thế chẳng uổng công, muốn nói rõ đại gieo trồng tiện căn tất cả được báo, muốn thuyết minh đại oai đức của Bồ Tát
vì tất cả chúng sinh mà hiện hình thuyết pháp cho họ được khai ngộ, nên nói kệ rằng: Phật tử nên hoan hỷ, ly bỏ những chướng che, nhất tâm cung kính nghe hạnh nguyện của Bồ Tát. Thuở xưa chưa Bồ Tát, tối thắng nhân sư tử, như hạnh họ đã tu, tôi sẽ tuần tự nói. Cũng nói những số kiếp, thế giới và các nghiệp, và cả đấng vô đẳng, ở đó mà xuất thế. Quá khứ Phật như vậy, do đại nguyện xuất thế, thế nào vì chúng sinh, diệt trừ những khổ não, tất cả luận sư tử, tiếp nối tu đã mãn, được pháp bình đẳng Phật, cảnh giới trí nhất thiết. Thấy ở đời quá khứ, tất cả nhân sư tử phóng lưới ánh sáng lớn, chiếu khắp mười phương cõi, tư duy phát nguyện này, ta làm đèn cho đời, đầy đủ công đức Phật, mười lực nhất thiết trí, tất cả các chúng sinh, tam sân si thiêu đốt, ta sẽ đều cứu thoát, khiến diệt khổ đường ác. Phát thệ nguyện như vậy, kiên cố không thoái chuyển, tu đủ hạnh Bồ Tát, được mười lực vô ngại. Thệ nguyện như vậy rồi, tu hành không thoái kiếp, việc làm đều không luống, hiệu là luận sư tử. Ở trong một hiện kiếp, ngàn Phật hiện ra đời, phổ nhãn của chư Phật, tôi sẽ thứ lớp nói. Như trong một hiện kiếp, vô lượng kiếp cũng vậy, việc làm Phật vị lai, tôi sẽ phân biệt nói. Như ở một cõi Phật, vô lượng cõi cũng vậy, đấng mười lực vị lai, công hạnh nay tôi nói, Phật xuất thế kế nhau, tùy nguyện tùy danh hiệu, tùy người được thọ ký, tùy kia trụ thọ mãn. Tùy chánh pháp đã tu, chuyên cầu đạo vô ngại, tùy chúng sinh được độ, chánh pháp trụ thế gian, tùy cõi Phật đã tịnh, chúng sinh và pháp luân, diễn thuyết thời phi thời, thứ lớp độ muôn loài, tùy nghiệp của chúng sinh, việc làm và tinh hiểu, thường trung hệ chẳng đồng, độ họ khiến tu tập. Vào nơi trí như vậy, tu nhẫn hạnh tối thắng, thường hành nghiệp phổ hiền, rộng độ các chúng sinh, nghiệp thân không chướng ngại, nghiệp ngữ đều thanh tịnh, ý hành cũng thanh tịnh, ba đời đều phải cả. Bồ Tát tu như vậy, rốt ráo đạo phổ hiền, xuất sinh trí thanh tịnh, chiếu khắp cả pháp giới. Những kiếp đời vị lai, cõi nước chẳng nói hết, một niệm đều biết rõ, nơi đó không phân biệt. Hành giả hay hướng nhập bậc tối thắng như vậy, những pháp Bồ Tát này, tôi sẽ nói phần ít. Trí tuệ không ngàn mé, thông đạt cảnh giới Phật, tất cả đều khéo vào, chỗ lành chẳng thoái chuyển, đầy đủ tuệ phổ hiền, viên mãn nguyện phổ hiền, vào nơi trí vô đẳng, tôi sẽ nói hạnh đó. Ở trong một vi trần, đều thấy các thế giới, chúng sinh nếu ai nghe, tâm mê loạn nghi cuồng. Như ở một vi trần, tất cả trần cũng vậy, thế giới đều vào trong, như vậy chẳng nghĩ bàn. Trong mỗi trần đều có mười phương pháp ba đời, cõi loài đều vô lượng, đều hay phân biệt hết. Trong mỗi trần đều có vô lượng những cõi Phật, chủng loại đều vô lượng, nơi một trần đều biết. Chỗ có trong cõi pháp, đủ loại tướng sai khác, các loài đều sai khác, đều phân biệt biết hết. Thâm nhập trí vi tế, phân biệt các thế giới, tất cả kiếp thành hoại, đều có thể nói rõ. Biết những kiếp dài ngắn, ba đời tức một niệm, các hành đồng chẳng đồng, có thể phân biệt biết. Vào sâu các thế giới, rộng lớn chẳng rộng lớn, một thân vô lượng cõi, một cõi vô lượng thân, chỗ có trong mười phương, những thế giới khác loại, rộng lớn vô lượng tướng, tất cả đều biết được. Trong tất cả ba đời, vô lượng các cõi nước, đầy đủ trí sâu xa, đều biết về thành hoại, các thế giới nơi mười phương, có thành hoặc có hoại, như vậy nhiều vô số, hiền đức đều thấu rõ, hoặc có những cõi nước, đủ các loại nghiêm sức, các loài cũng như vậy, đây do nghiệp thanh tịnh, hoặc có các thế giới, vô lượng thứ tạp nhiễm, do đây chúng sinh cảm, tất cả đúng như nghiệp, vô lượng vô biên cõi, biết rõ tức một cõi, vào các cõi như vậy, số đó chẳng biết được, tất cả các thế giới,
đều vào trong một cõi, thế giới chẳng là một, lại cũng không tạp loạn. Thế giới có ngựa úp, hoặc cao, hoặc lại thấp, đều là chúng sinh tưởng, có thể phân biệt biết. Những thế giới rộng rãi, vô lượng và vô biên, biết nhiều thứ là một, biết một là nhiều thứ. Các Phật tử phổ hiền, đều dùng trí phổ hiền, biết rõ số các cõi, số đó không giới hạn. Biết thế giới như hóa, cõi hóa, chúng sinh hóa, pháp hóa, chư Phật hóa, tất cả đều rốt ráo. Tất cả các thế giới, cõi vi tế, cõi lớn, nhiều thứ trang nghiêm lạ, đều do nghiệp gây nên. Vô lượng chư Phật tử, khéo học nhập pháp giới, thần thông lực tự tại, cùng khắp cả mười phương, kiết bằng số chúng sinh, nói tên những cõi đó, cũng chẳng nói hết được, chỉ trừ Phật khai thị, thế giới và Như Lai, những danh hiệu sai khác, trải qua vô lượng kiếp, nói đều chẳng thể hết. Huống là trí tối thắng, những Phật Pháp ba đời, từ nơi cõi Pháp sinh, đầy khắp địa Như Lai. Niệm thanh tịnh vô ngại, tuệ vô biên vô ngại, phân biệt nói cõi Pháp, được đánh bờ giải thoát. Quá khứ những thế giới rộng lớn và vi tế, chỗ tu tập trang nghiêm, một niệm đều biết được. Bậc sư tử trong người tu tập những hạnh Phật, thành bậc đẳng chánh giác, thể hiện những tự tại. Như vậy đời vị lai, thứ lớp vô lượng kiếp, có bao nhiêu Như Lai, Bồ Tát đều biết được. Có bao nhiêu hạnh nguyện, có bao nhiêu cảnh giới, như vậy siêng tu hành, trong đó thành chánh giác. Còn biết chúng hội kia, thọ mạng hóa chúng sinh, dùng các pháp môn này, vì chúng chuyển pháp luân. Bồ Tát biết như vậy, trụ Phật hành phổ hiền. Trí tuệ đều rõ ràng, xuất sinh tất cả Phật, đời hiện tại bao gồm tất cả những cõi Phật, vào sau những cõi này, thông đạt nơi cõi Pháp. Trong những thế giới kia, hiện tại tất cả Phật, nơi Pháp được tự tại, ngôn luận không chướng ngại. Còn biết chúng hồi kia, sức ứng hóa cõi tịnh, tận vô lượng ức kiếp, thường tư duy việc này. Đức Điều Ngữ Thế Tôn, chỗ có oai thần lực, tàn trí tuệ vô tận, tất cả đều được biết. Xuất sinh mắt vô ngại, tai mũi thân vô ngại, lưỡi rộng dài vô ngại, hay khiến chúng hoan hỷ. Tâm tối thắng vô ngại, rộng lớn khắp thanh tịnh, trí tuệ tràn đầy khắp, đều biết pháp ba đời, khéo học tất cả hóa, hóa cõi hóa chúng sinh, hóa đời hóa điều phục, hóa rút ráo bỉ ngạn, thế gian những sai khác, đều do nơi tưởng trụ, nhập trí phương tiện Phật, nơi đây đều biết rõ. Vô số các chúng hội, mỗi mỗi vì hiện thân, đều khiến thấy Như Lai, độ thoát vô biên chúng. Trí chư Phật rất sâu, như mặt trời xuất hiện trong tất cả cõi nước, hiển hiện khắp không dứt. Rõ thấu các thế gian, giả danh không có thật, chúng sinh về thế giới, như mộng như quang ảnh. Nơi các pháp thế gian, chẳng sinh thấy phân biệt, người khéo rời phân biệt, cũng chẳng thấy phân biệt. Vô lượng vô số kiếp, hiểu đó tức một niệm, biết niệm cũng vô niệm. Như vậy thấy thế gian, vô lượng các cõi nước, một niệm đều siêu việt, trải qua vô lượng kiếp, chẳng động nơi bản xứ, những kiếp nhiều vô số. Tức là khoảng giây lát, chẳng thấy dài và ngắn, rốt ráo pháp sát na, tâm trụ nơi thế gian, thế gian trụ nơi tâm, nơi đây chẳng vọng khởi. Phân biệt hai chẳng hai, chúng sinh thế giới kiếp, chư Phật và Phật Pháp, tất cả như huyễn hóa, pháp giới đều bình đẳng, ở khắp cõi mười phương, thể hiện vô lượng thân, biết thân từ chuyên khỏi, rốt ráo không chấp trước, nương vào trí vô nhị. Xuất hiện nhân sư tử, chẳng chấp pháp vô nhị, biết không hai chẳng hai, biết rõ các thế gian, như ánh nước sóng nắng, như vang cũng như mộng, như huyễn như biến hóa, như vậy tùy thuận nhập, chỗ hành hóa chư Phật, thành tựu trí phổ hiền, chiếu sâu khắp cõi Pháp, chúng sinh cõi nhiễm chấp.
tất cả đều lìa bỏ, mà khởi tâm đại bi, tịnh khắp các thế gian. Bồ Tát thường chánh niệm, luận sư tử pháp diệu, thanh tịnh như hư không, mà khởi đại phương tiện, thấy thế gian mê đảo, phát tâm đều cứu độ, nẻo hành đều thanh tịnh, cùng khắp các thế giới, chư Phật và Bồ Tát. Phật pháp, pháp thế gian, nếu thấy tánh chân thật, tất cả đều không khác, tạng pháp thân Như Lai, vào khắp trong thế gian, dù ở tại thế gian, mà không nhiễm việc đời. Ví như nước trong sạch, ảnh tượng không đến đi, pháp thân khắp thế gian, nên biết cũng như vậy. Rời nhiễm chấp như thế, thân đời đều thanh tịnh, lặng dừng như hư không, tất cả không có sinh. Biết thân là vô tận, không sinh cũng không diệt, chẳng thường chẳng vô thường, thể hiện các thế gian. Trừ diệt các tà kiến, khai thị nơi chánh kiến, pháp tánh không đến đi, chẳng chấp ngã, ngã sở. Ví như nhà huyễn thuật, huyễn hiện các sự vật, không từ đâu mà đến, cũng không đi về đâu. Huyễn tánh chẳng có lượng, cũng chẳng phải không lượng, ở trong đại chúng kia, thể hiện lượng vô lượng. Dùng tâm tịch định này, tu tập những thiện căn, xuất sinh tất cả Phật, chẳng lượng chẳng không lượng. Có lượng và không lượng, thảy đều là vọng tưởng. Thấu rõ tất cả cõi, chẳng chấp lượng không lượng. Pháp sâu xa của Phật, rộng lớn rất tịch diệt. Trí sâu xa vô lượng, biết sâu xa các cõi. Bồ Tát lìa mê đảo, tâm tịnh thường tương tục. Khéo dùng sức thần thông, độ vô lượng chúng sinh. Kẻ chưa an khiến an, đã an chỉ đạo tràng. Khắp cõi pháp như vậy, nơi tâm không chấp trước, chẳng trụ nơi thực tế, chẳng nhập nơi niết bàn. Khắp thế gian như vậy, khai ngộ các chúng sinh, số pháp số chúng sinh, biết rõ mà chẳng chấp, mưa khắp những mưa pháp, nhuận đầy cả thế gian. Ở khắp các thế giới, niệm niệm thành chánh giác, mà tu hạnh Bồ Tát chưa từng có thoái chuyển. Thế gian các thứ thân, tất cả đều biết rõ. Biết thân pháp như vậy, thời được thân chư Phật. Biết khắp các chúng sinh, những kiếp và những cõi, mười phương không bờ bến, biển trí đều vào cả. Thân chúng sinh vô lượng, vì họ mà hiện thân. Thân của Phật vô lượng, người trí đều xem thấy. Trong một niệm biết rõ, cho Như Lai xuất hiện, trải qua vô lượng kiếp, ca ngợi không thể hết. Chư Phật hay hiện thân, xứ xứ nhập niết bàn, trong một niệm vô lượng, xá lợi đều sai khép. Đời vị lai như vậy, có ai cầu Phật quả, tâm bồ đề vô lượng, trí quyết định đều biết. Trong ba đời như vậy, có bao nhiêu Như Lai, tất cả đều biết được, gọi trụ hạnh phổ hiền. Phân biệt biết như vậy, vô lượng các hạnh địa, vào nơi chỗ trí tuệ, pháp đó chẳng thoái chuyển. Trí vi diệu rộng lớn, vào sâu cảnh Như Lai, nhập rồi chẳng thoái chuyển, gọi là tuệ phổ hiền. Tất cả đấng tối thắng, vào khắp cảnh giới Phật, tu hành chẳng thoái chuyển, được vô thượng bồ đề. Tâm vô lượng vô biên, những nghiệp đều sai khác, đều do tưởng tích tập, bình đẳng đều biết rõ. Nhiễm ô chẳng nhiễm ô, tâm học tâm vô học, các tâm nhiều vô số, trong mỗi niệm đều biết, biết rõ chẳng một hai, chẳng nhiễm cũng chẳng tịnh, cũng lại không tạp loạn, đều từ tâm tưởng sinh. Đều thấy rõ như vậy, tất cả các chúng sinh, tâm tưởng đều chẳng đồng, khởi các thứ thế gian, dùng phương tiện như vậy, tu những hành tối thắng, từ Phật Pháp hóa sinh, được gọi là phổ hiền. Chúng sinh đều vọng khởi, tưởng lành giữ các loài, do đây hoặc sinh thiên, hoặc bị đọa địa ngục. Bồ Tát quán thế gian, do nghiệp vọng tưởng sinh, vì vọng tưởng vô biên, thế gian cũng vô lượng. Tất cả các cõi nước, lối vọng tưởng hiện ra, vì phương tiện lối huyễn, một niệm đều vào được.
nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, ý căn cũng như vậy, thế gian tưởng sai khác, bình đẳng đều vào được. Vì mỗi mỗi cảnh giới mắt, vô lượng mắt đều vào, những thứ tánh sai biệt, vô lượng chẳng nói hết. Chỗ thấy không sai biệt, cũng lại không tạp loạn, đều tùy nơi tự nghiệp, tọa dụng quả báo đó. Xuất phổ hiền vô lượng, đều biết rõ tất cả cảnh giới mắt, đại trí đều vào được. Các thế gian như vậy, có thể phân biệt biết, mà tu tất cả hạnh, cũng lại không toái chuyển. Phật thuyết chúng sinh thuyết, cho đến cõi nước thuyết, ba đời thuyết như vậy, các thứ đều biết rõ. Vị lai trong quá khứ, hiện tại trong vị lai, ba đời thấy lẫn nhau, mỗi mỗi đều rõ ràng. Như vậy vô lượng thứ, khai ngộ các thế gian, nhất thiết trí phương tiện, ngàn mé không thủ đắc. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, quyển 49 hết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm.